Trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng CLI để có thể truy cập trực tiếp vào MongoDB. Thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lại cái thao tác đó nhưng mà bằng Python. Ok, thì đầu tiên để có thể truy cập vào MongoDB thì bạn gọi với mình là from b mongo. Mình sẽ import cái thư viện mà MongoDB client ha. Thì cái thư viện này nó sẽ giúp mình thực hiện cái truy vấn. Nó đóng vai trò là, ở đây thì Python đóng vai trò là client của cái database, và nó sẽ đóng vai trò đối với về cái mặt logic thì nó sẽ đóng vai trò là backend để nó móc dữ liệu từ database ha. Ok, thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái my client object. Thì cái object này nó sẽ mình sẽ thực hiện à, không. Mình sẽ thực hiện phải tạo một cái Mongo Client. Ok, không nhớ là có phải vô cú pháp là giống vậy không, nhưng mà chắc là đúng. Mongo Client thì ở trong Mongo Client này thì à không, ở đây là bởi vì là giờ mình phải gọi là Mongo Client này mới đúng. Thì Mongo Client này thì mình sẽ nhập vào cái Mongo thì bị rất là cái đường link và cái địa chỉ của cái địa chỉ của MongoDB của mình ha. Ok, thì để ăn thì sau khi khởi tạo xong thì mình sẽ test thử ha. Ok, nó đã connect được rồi ha. Thì sau khi connect được vào MongoDB thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ list thử ha. My client list database name. Ok, và mình sẽ tiến hành print ra thử. Ok, là đã thành công ha, tức là mình đã list được tất cả các trường của nó. Ok, thì tiếp theo mình sẽ nói về cách để mà mình có thể extract vào một cái trường data, một cái trường document của mình ở đó. Thì có rất là nhiều cách để mình có thể truy cập ở đây. Thì và cái một cái trường thì cách mà mình nghĩ là dễ dùng nhất mà giống với pandas là mình sẽ truy cập theo kiểu mà giống như một cái dictionary thôi. Thì à không, đúng không, đúng rồi, mình sẽ truy cập giống một cái dictionary bởi vì bản chất của nó là cũng là một dictionary mà. Thì đây mình gọi my client, và ở trong đây mình sẽ thấy mình có một cái trường là test này. Ok, gõ vào cái trường test chẳng hạn. Ok, thử là mình truy cập vào cái trường này ok không thì mình print nó ra thử ha. Đấy, thì đó là rõ ràng mọi người thấy nè, nó là một cái trường dictionary, một cái document dictionary thôi ha, không có gì hết. Thì sau khi mà truy cập vào được ở trong cái trường đó rồi thì mọi người sẽ có thể tiến hành gọi là gì ta, gọi là truy vấn ở trên cái database của mình. Thì như mình nói lúc đầu là mình sẽ ở trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà để có thể create, read, update và delete. Ok, thì để mà đầu tiên thì mình sẽ truy cập vào một cái user column. Thì cái user column này mình sẽ truy cập vào một cái trường ở trong cái DB ha. Ví dụ mình sẽ truy cập vào cái trường là user. Thử xem nó thành công nha. Mình print nó thử đi. Chắc chắn ăn. Thì mình ra thử user column này. Nếu mà fail là sẽ báo lỗi. Ok. Như vậy là mình đã
Ok. Đây là mình đã truy cập được vào một cái user column rồi ha. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành create. Thì để create, để mà có thể create ra một cái cột ở trong cái bảng, một cái cột hoặc là một cái item hoặc một cái hàng, thì đối với trong JS, đối với JS thì mình sẽ có cái lệnh là db.user.insert one. Ha. Thì trong đối với bimengo thì trong đối với bimengo thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng bimengo ha. Thì đầu tiên á thì mình gọi cái user column hồi nãy mình đã khởi tạo ra, thì mình gọi cái lệnh là insert. Đây, nó gửi cho mình insert one nè. Nó sẽ khác cái API xíu nhưng mà bản chất của nó vẫn y chang thôi. Vẫn ngọt đúng ngọt. Và mình sẽ chỉ định vào cái trường mà mình muốn truy cập ha. Thì quay trở lại cái mình chưa mở MongoDB Compat. Ok. Thì đối với MongoDB Compat hồi nãy mình xem. Đấy, mình đã tạo ra một cái trường là name như thế này rồi. Ok không? Thì ok, thì ở đây mình sẽ gõ là thử đi, mình thử truy vấn lại cái trường mà hồi nãy mình đã input đâu vào. Thử xem nó có không. Ok. Thử thử input vào một cái trường mới đi. MPC. Ok, mình qua đây mình test thử. Refresh. Đấy, nó sẽ tạo ra cho mình trong một cái document mới, và cái document mới này sẽ chứa một cái trường là như thế này. Ok, trong cái trường này à, mình sửa cho này, mình thêm vào một cái field và field job chẳng hạn. Trong field job này để cái job. Ok, rồi mình update nè. Thì đây là cái thao tác mà mình đã create ở trên MongoDB ha. Thì ở trong thực tế thì mình thường cái này mình có khá là nhiều cách để insert ha. Mình sẽ insert từ cái gì ha? Tức là từ cái phía mà người dùng á, phía UI của người dùng, thì mình sẽ insert vào. Thì mình sẽ thường sử dụng cái cách đó, mới là mình insert từ cái UI của người dùng, hoặc là mình insert từ cái lệnh của backend. Backend thì nó cũng phụ thuộc vào user thôi. Ok, thì tiếp theo thì đến cái phần mà read ha. Thì đối với read thì bên bên MongoDB thì mình cũng sẽ có cái lệnh là gì? Cái lệnh của mình bên bên Mongo bên bên JS là file one hoặc là file như mình đã nói trong cái video đầu tiên ha. Thì ở bên Python này thì nó chỉ khác về ở cái việc mà nó chỉ khác là ở cái gọi là gì ta, cái name convention của cái Python nó khác, cho nên là nó thiết kế API khác thôi. Ok, thì ở đây mình sẽ tiến hành file một cái name, mình nhớ nó đóng ngọt ngọt nha, đóng ngọt nhọn, mở ngọt nhọn đây, hai chấm này. Rồi mình sẽ tìm hồi nãy cái name, hồi nãy là ABC chẳng hạn. Ok. Ok.
đấy ra được cái nem hồi nãy. Còn mình muốn, nếu mình muốn truy cập vào cái DB khác, ví dụ như hồi nãy là mình có cái MyDB, mình truy cập vào cái nem hồi nãy mình thấy là đấy thì nó cũng sẽ ra thôi đấy. Đấy, đó là mình thực hiện truy vấn ở trên truy vấn mình find cái đối tượng ở trên trên cái DB của mình ha. Thì mình có cũng có khá nhiều cách define cái user này ha. Thì thường nhất là mình sẽ define bằng ví dụ như ví dụ như user thì sẽ thường thường thì mọi người sẽ define nó bằng một cái dictionary. Thì trong cái dictionary của mình thì sẽ có cái name đấy. Thì mình ví dụ mình define cái name lại là ABC chẳng hạn, rồi cái job để mình làm kia mình xem lại job viết thường. Job ở đây thì mình muốn tìm cái anh mà có tự làm programmer chứ phải như vậy ha. Ok thì ở đây đấy, mình không bắt trực tiếp đây thì mình bắt vào đây đấy. Đó đấy, nó ra nó có khá nhiều cái define ha, nhưng mà thường trong cái coding mình không có để như thế này đâu, nó không có bảo mật ha. Thì trong cái việc có thì mình sẽ lấy từ UI. Khi mà UI bấm nút click đăng nhập hoặc là gì đó thì nó sẽ bầm vào một cái hàm bầm chẳng hạn. Mình có khá nhiều cái hàm bầm, mình có khá nhiều cái hàm map trong Python nó cũng có luôn. Thì mình sẽ bầm cái user với lại cái password ra, rồi sau đó mình sẽ truyền vào cái backend, và backend nó sẽ nã vào DB để móc dữ liệu. Nghĩa là backend nó cũng sẽ không biết user và nó sẽ không biết cái password là gì luôn, nhưng mà nó vẫn có thể nó vẫn có thể nã vào cái database của mình và truy vấn, thực hiện truy vấn dữ liệu ha. Thì cái việc đó nó sẽ giúp cho cái user, nó sẽ giúp cho cái hệ thống mình nó sẽ bảo mật ha, chứ nó sẽ mình sẽ không có truy cập, mình sẽ không có truy cập một cách gọi là định danh ở trong cái software của mình, thì như vậy nó không có chuyên nghiệp ha. Ok thì cái thao tác tiếp theo là thao tác mình sẽ update. Thì ở trên CUI của mình thì như nãy mình update như thế nào, thì ở trong cái việc Python code mình cũng làm y chang vậy luôn. Đây update one nó khá là đơn giản, mình chỉ việc sử dụng thôi, không có gì hết. Gõ name. Đây name của mình lúc nãy là ABC chẳng hạn. Rồi ok thì ở đây mình phải một cái nè, rồi mình tạo một cái cặp từ điển mới ở đây thường. Hồi nãy như mình define cách này cũng được nè. Đấy thì mình sẽ input cái user vậy cũng được. Và ở đây thì mình sẽ tiến hành gõ y chang như hồi nãy. Đầu tiên là mình sẽ gõ cái behavior mà mình muốn, ở đây là mình muốn set đúng không. Sau khi set xong mình sẽ đóng ngọt ở đây update user bạn đóng ngọt. Ok thì mình sẽ tạo cái trường là name, nên mình muốn đây là thành tên của mình đi. Ok phải nè, job là gì? Job là developer. Ok. Ok. Thì ở
không này. Đấy, mình thử gọi cái hàng này ra xem sao. Ok, nó bảo với mình là mình không thể hash cái type dictionary. À nhầm, mình sẽ không có bỏ cái dấu ngoặc này nữa bởi vì nó đã là một dictionary rồi. Thì vô đây, đấy, mình quăng vào đây thử xem. Ok, có vẻ là đã thành công. Update lại xem. Đấy, nó thay đổi trong cái database của mình rồi ha. Thì đấy, đấy là cách mình cái update một cái đối tượng, và cuối cùng là mình sẽ xóa cái đối tượng đó luôn. Ok, để xóa đối tượng gì à? Mình cũng làm y chang vậy thôi. Delete one. Rồi mình sẽ truyền vào là update user. Đấy, off hết. Rồi nó xóa luôn. Refresh đấy, mọi người thấy nó mất luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip này. Và ở clip sau thì mình sẽ thực hiện một số cái thao tác, ví dụ như là insert functionality hoặc là file, và cái mình chỉ ở cái cách mà gọi là gì ta, cursor functionality, và mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái mini project như là một số operator của trong cái group của mình, và thực hiện mình working với date time, với dữ liệu date time hoặc là dữ liệu array ở trong cái MongoDB ha. Thì trong MongoDB mình có rất là nhiều cách để lưu dữ liệu luôn. Ok, và trong những video tiếp thì mình sẽ share riêng cho bạn về cái aggregation của MongoDB. Thì về cái aggregation của MongoDB nó sẽ không có mạnh mẽ như là những cái database có quan hệ hoặc là gọi là relational database. Tuy nhiên thì nó sẽ đảm bảo tính real time rất là tốt, và một cái điều rất quan trọng là nó đảm bảo cái tính phân tán của database của mình có thể lưu ở rất nhiều nơi, và mình thực hiện sharding hay là mình thực hiện caching rất là gọi là real time và rất là linh động. Thì đó là điểm yếu và cái trade-off của MongoDB ha. Thì ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện một số thao tác như match, project, set hoặc là limit skip, short, count, nó y chang như pandas, chẳng có gì khác pandas cả. Ok, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.